Chào các bạn, như vậy là chúng ta đã kết thúc phần học đầu tiên của giáo trình từ vựng Shinkansen Master N2, đó là chúng ta học từ vựng theo chủ đề. Và sang phần 2, các bạn sẽ học từ vựng theo những cái chức năng riêng biệt, ví dụ như là từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa, phó từ, từ lái, rồi thì cách cấu tạo của từ, đúng nhỉ? Chính là phần Gokese đấy. Thì đầu tiên bài số 1 của chúng ta là chúng ta sẽ học về từ nhiều nghĩa nhé. Từ nhiều nghĩa, Imi ga takusan aru kotoba, chúng ta sẽ học trong 3 bài. Bài 1 và bài 2 chúng ta học về động từ, bài 3 chúng ta học về danh từ và tính từ. Thì không để các bạn phải chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu luôn vào bài này nhé. Từ đầu tiên của chúng ta đấy là từ utaeru. Utaeru, chúng ta thấy chữ Hán là chữ gì nhỉ? Chữ Hán là chữ tố, đúng không? Nó sẽ có khá là nhiều nghĩa. Vậy đấy là những nghĩa nào, chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Nghĩa đầu tiên, nghĩa số 1, nghĩa là tố cáo. Ví dụ, kanja no kazoku wa misu de byouin o utaeta, có nghĩa là người nhà bệnh nhân tố cáo bệnh viện vì lỗi sai. Nó có thể đi với lại những từ như là kaisha, gakko và it. Nghĩa một là tố cáo, lưu ý nhé, là nghĩa cũng là nghĩa được dùng nhiều nhất độ của cái từ utaeru này. Nghĩa số 2 là phàn nàn, kêu ca. Ví dụ, Eisenshu wa shiai go koshi no itami o utaeta, có nghĩa là cái vận động viên A ấy, sau trận đấu thì người ta đã gì nhỉ? Đã phàn nàn, đã kêu ca về cái gì đấy? Về cái cơn đau lưng của người ta. Thì đi với cái thằng này sẽ có những từ như là từ shoujo, fuan và fuman, đúng không? Shoujo là triệu chứng này, fuan là bất an, lo lắng và fuman là bất mãn. Nghĩa số 3 của nó đấy là khẳng định chắc nịch, đúng nhỉ? Shiyoku shujo suru đấy. Shicho wa enzetsu de shimi ni heiwa no taisetsu sa o utaeta, có nghĩa là ông thị trưởng ấy, đúng nhỉ, đã khẳng định chắc nịch về cái tầm quan trọng của hòa bình với lại những người dân thông qua cái bài diễn thuyết, đúng không? Thì với cái cách dùng này, đằng trước nó thông thường là những cái từ như là taisetsu sa, đúng nhỉ, rồi thì juyose, đúng nhỉ, juyose là cái tính quan trọng, rồi hitsuyose là gì nhỉ, tính cần thiết. Đấy, đấy là ba sắc thái nghĩa của từ gì nhỉ? Từ utaeru, đấy là tố cáo này, phàn nàn kêu ca và khẳng định chắc nịch. Lưu ý. Tiếp theo chúng ta có từ osaeru. Osaeru như trong đây các bạn thấy là nó là chữ gì nhỉ? Đây là chữ áp, đúng không? Bình thường chúng ta dùng cái từ là os, có nghĩa là đẩy, đúng không nhỉ? Ấn, nhấn nút chẳng hạn. Dùng cái đấy, nhưng mà đây nó là osaeru nhá. Thì nghĩa số 1 của nó là giữ bằng tay để cho cái gì đó nó không đóng lại hoặc là không bị bay ấy. Ví dụ, doa ga shimaranai yo ni osaete oite kudasai, là hãy gì đấy, hãy giữ, đúng nhỉ, hãy giữ cái cửa ấy. Đây nó không biết là giữ cái gì, nhưng mà các bạn thấy đây là doa ga shimaranai yo ni, là để cửa không đóng lại, thì chúng ta hiểu rằng là giữ cái cửa, đúng nhỉ. Đây ví dụ, đây hình minh họa này, bạn này bạn đang giữ cửa thang máy cho nó không đóng lại này, hãy giữ để cái cửa nó không đóng lại. Có thể là dùng là cho giữ gì đây nhỉ? Giữ mũ, boshi hay là kami o osaeru, giữ tóc, đúng không? Cho không bị bay. Nghĩa số 2 đấy là ôm. Ôm này không phải là ôm nhau dùng từ đa cự đâu, mà là ôm này là ôm, ví dụ như ôm gì đấy, ôm miệng, đúng nhỉ? Ôm tai, ôm ngực, vân vân, vì một cái lý do gì đấy, thông thường là đau đớn hoặc là để tránh một cái gì đó nhá. Ví dụ, onanohito ga kurushiso na kao de onaka o osaete iru, có nghĩa là người phụ nữ đang ôm bụng với khuôn mặt đầy vẻ đau đớn, đúng không? Thì có thể là ôm kuchi này, miệng này, mimi là tai này, mune là ngực này, kizuchi là miệng vết thương. Thì những cái phần bổ sung thêm này thì mình chỉ nói rất là qua cho các bạn tự xem lại sách, tự dịch, đúng nhỉ? Chứ không thể là mọi thứ cứ bày sẵn ra thì chúng ta sẽ không có cái gì chúng ta tự nghĩ, tự suy thì nó sẽ không được tốt lắm nhá. Thì những cái phần này thì chỉ nói qua cái nghĩa thôi, còn lại khi ghép vào từ nó dịch như thế nào thì các bạn tự giác nhá. Nghĩa số 3 đó là nắm vững. Nắm vững này, ví dụ đây chúng ta thấy là những cái mana khi mà đi phỏng vấn, đúng không? Ví dụ như là kaisha cự, đúng nhỉ, là bao nhiêu? Là chỉ là 15 độ thôi, đúng nhỉ? Nhưng mà 30 độ và đây là 45 độ, nói chung là càng cúi xuống thấp ấy thì càng thể hiện cái sự kính trọng cao, đúng không? Thì đây trong trường hợp này nó mang nghĩa là nắm vững, chẳng hạn như là mensetsu no mae ni osaete okitai itsutsu no point,
point tội là điểm, đúng nhỉ, điểm nhấn, 5 điểm nhấn mà tôi muốn các bạn nắm vững đấy trước khi đi phỏng vấn nhá. Thì trong trường hợp là nắm vững này, nó có thể đi với từ yo ten là chữ yếu, chữ điểm mà nghĩa là điểm quan trọng. Các bạn lưu ý đây là chữ yếu chữ điểm nhưng không phải là điểm yếu đâu. Tiếp theo, nó không phải nó dùng chữ chữ gì nhỉ, chữ áp nữa, mà nó dùng chữ gì đây, dùng đây là chữ ức. Chữ ức này được học phần kanji N1, ức này trong từ ức chế đấy, thì với nghĩa số 4 sẽ viết bằng chữ ức nhá, nó mang nghĩa là hạn chế. Ví dụ daeto yo ni kanori o osaeta shokuhin, những cái thực phẩm mà gì nhỉ, những cái thực phẩm mà hạn chế đúng không, hạn chế calo, những cái thực phẩm mà giảm cái lượng calo dùng cho ăn kiêng, dùng cho chế độ ăn kiêng. Thì đi với cái này ấy, chúng ta sẽ có gì đây, chúng ta sẽ có những từ như là từ amasa, độ ngọt, hiyo, phí dụng là chi phí đúng không, yosho là sự tăng cao, sự phát triển, zoka là sự tăng lên. Ví dụ các bạn thấy đây là gì đây nhỉ, đồ uống gì đấy, đồ uống không có calo đấy, để hạn chế cái lượng gì nhỉ, cái lượng calo cơ thể nạp vào. Tiếp theo, nghĩa số 5 của chúng ta vẫn dùng cái từ gì nhỉ, chúng ta vẫn dùng cái từ ức này, nó mang nghĩa là kìm nén, kiềm chế. Ví dụ donaritai kimochi o hishi de osaeta, tức là tôi đã cố gắng kiềm chế hết mức, đúng nhỉ, hishi là chữ tất và chữ tử, nghĩa là hết mức quyết tâm đấy, tôi đã cố gắng kiềm chế hết mức cái cảm xúc, cái kimochi gọi là donaritai, cái cảm xúc là muốn quát tháo đúng không. Thì trong trường hợp này nó sẽ là gì nhỉ, nó sẽ là đi với lại những từ như là từ kanjo, chữ cảm và chữ tình đúng không nhỉ, hoặc là chữ ikari là cơn giận đấy. Ví dụ như đây này, đang kìm nén, nếu mà không kìm nén là sẽ đứng dậy đánh nhau ấy đúng không, đánh nhau thì đập phá đồ đạc vân vân nhá. Như vậy là các bạn sẽ có từ đọc là osai được viết bởi hai kanji là chữ chữ áp đúng không, nó mang nghĩa là giữ này, ôm này, và nắm vững. Và nếu như viết bởi chữ ức đúng không, chữ ức đây thì nó mang nghĩa là gì nhỉ, hạn chế, ví dụ hạn chế lượng calo và kìm nén, kìm chế cái cảm xúc, cái tình cảm đấy. Đấy là cái từ thứ hai của chúng ta. Tiếp theo, từ số 3 là từ katamuku. Katamuku, chữ Hán là chữ khuynh, trong từ khuynh đảo, khuynh hướng. Thì nghĩa đầu tiên của nó là nghiêng, nghĩa này được dùng khá là nhiều. Ví dụ yokeku ga ikasho ni atsumaru to fune ga katamuite shimau, tức là hễ mà yokeku là thừa và khách đúng không, là khách ở trên tàu ấy, hễ mà gì nhỉ, hễ mà cái hành khách người ta tập trung về một phía đúng không, ikasho là một phía, veruto là hễ mà làm cái điều đó thì cái thuyền nó lại bị nghiêng. Ví dụ đây người ta nhìn, người ta đang xem con cá voi đúng không nhỉ, người ta dồn sang một bên thì nó nghiêng sang bên này, nếu mà người ta lại sao, người ta sang bên này xem thì nó lại nghiêng sang bên này đúng không. Đấy, đầu trường đầu tiên nghĩa là nghiêng nhá. Thì với nghĩa là nghiêng có thể đi với những từ như là từ tatemono, yuka, hashira, karada, tòa nhà này, mặt sàn này, cái cột đúng nhỉ, cái cột, cái trụ và cơ thể đấy. Nghĩa số 2 đó là ngả. Ngả này không phải là ngả ngả cái kiểu như là cái này nó nghiêng nó ngả như này đâu, mà ngả này dùng cho những cái, dùng cho những từ cố định, mặt trăng mặt trời thôi. Ví dụ mặt trời ngả có nghĩa là mặt trời sắp lặn rồi ấy. Đấy. Ví dụ này, Gojiyo sugite taiyo ga nishi ni katamuki hajimeta, có nghĩa là đã quá 5 giờ, đã hơn 5 giờ và mặt trời bắt đầu ngả về tây đúng không? Ở trong bài thơ, trong truyện Kiều Nguyễn Du, tác giả Nguyễn Du có câu là mặt trời đã ngả về tây, chị em tha thẩn giang tay ra về, đúng nhỉ? Thì ngả ở đây nó mang nghĩa là lặn nhá, đang dần dần xuống đường chân trời. Đấy, mặt trăng mặt trời, mặt trăng là mặt trăng sắp mờ và mặt trời là mặt trời sắp lặn. Nghĩa số 3 là hướng về. Ví dụ này. Konyakusha ga iru no ni hoka no hito ni kokoro ga katamuite iru, là gì đấy? À, mặc dù đã có vị hôn phu rồi, đã có konyakusha là hôn ước giả, là vị hôn phu đúng không? Vậy mà trái tim lại cứ hướng về người khác. Đấy, trong trường hợp này thì chúng ta sẽ đi với những từ thể hiện cái tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ, ví dụ như là kimochi, kokoro đúng nhỉ? Hay là kangae, rồi thì kanjo, nó mang nghĩa là hướng về.
ví dụ đây đây có người yêu, có vị hôn phu rồi đúng không, thế mà nhưng mà vẫn sao, vẫn hướng về cái bạn khác này đúng nhỉ, đấy người ta gọi là Uwaki ấy, lăng nhăng. Tiếp theo nghĩa số 4 có nghĩa là chao đảo, khốn đốn, mất ổn định, thông thường dùng trong kinh tế, ví dụ Hukeki de Uriage ga Ochi Kaisha ga Katamuki Hajimeta, có nghĩa là Hukeki là chữ bất, chữ cảnh và chữ khí, có nghĩa là gì nhỉ, có nghĩa là suy thoái kinh tế đúng không, à suy thoái kinh tế này, cho nên là Uriage là cái doanh số bán hàng, cái doanh số nó bị sụt giảm và công ty bắt đầu nghiêng ngả, chao đảo, khốn đốn, mất ổn định. Các bạn dùng dịch nghĩa nào cũng được nhá. Đây ví dụ các bạn thấy này, cứ giảm dần thế này. Thì có thể đi với những từ từ show buy, chữ thương với chữ mại, có nghĩa là buôn bán. Ke là chữ kinh và chữ doanh, nghĩa là kinh doanh. Như vậy là cái chữ katamuku có bốn cái nghĩa, bốn cái nét nghĩa chính, đó là đầu tiên là nghiêng đúng không? Nghiêng của sự vật hiện, nghiêng của một cái vật thể nào đó đúng nhỉ? Nhà rồi thì người, cơ thể vân vân. Thứ hai là ngả, ngả nghĩa là mặt trăng sắp tàn, mặt trời sắp lặn đúng không? Đấy, ngả về tây nhá. Rồi thì nghĩa số 3 là gì nhỉ? Nghĩa số 3 là hướng về một ai đó, trái tim, tình cảm, cảm xúc. Và nghĩa số 4 là chao đảo, khốn đốn, mất ổn định, dùng trong kinh tế. Tiếp theo chúng ta có từ kizamu. Kizamu chữ Hán là chữ khắc, chữ khắc trong từ điêu khắc chô cố cự ấy, thì âm cư là đọc là kizamu. Nghĩa đầu tiên được dùng nhiều nhất đó là thái, băm, ví dụ negio kizande supu ni ireru là thái hành, thái hành và gì nhỉ, và bỏ vào súp. Thì đi với lại cái này sẽ là thông thường là những cái loại thực phẩm đúng không, những loại đồ ăn, những loại nguyên liệu dùng để nấu ăn, ví dụ như là ni cự là tỏi này, ha mự là cái dăm bông hoặc là giò giò chả ở Việt Nam ấy, ya sai là rau nhá. Đây hình minh họa như thế này. Nghĩa số 2 là khắc. Khắc đây ví dụ các bạn nhìn hình minh họa đây này, tên được khắc vào trong ở trong bia đá đây đúng không? Ohaka ni nakunata hito no name ga kizamarete, tức là cái tên của người đã khuất đúng không? Được khắc lên mộ đúng nhỉ? Thì đi với lại cái từ này thông thường là những cái thứ cứng và những cái thứ mà được dùng để trưng bày. Ví dụ yubiwa là nhẫn này, khi là gỗ này, cây này, ishi là đá, galatsu là kính thủy tinh nhá. Nghĩa số 2 là khắc. Nghĩa số 3 là ghi lại, in hằn, ghi dấu. Ví dụ nagai dekishi o kizanda tatemono ga sono mama nokotteiru. À, ví dụ đây là một hình ảnh rất là quen thuộc của chúng ta là văn miếu Khuê Văn Các ở trong văn miếu Quốc Tử Giám đúng không? Tồn tại rất là lâu rồi. Và trong trường này chúng ta có thể nói là cái tòa nhà này, cái công trình này nó vẫn còn sót lại và nó làm sao nhỉ? Nó ghi dấu ấn, nó in hằn dấu vết lịch sử lâu đời đúng không? Thì trong trường hợp mang nghĩa số 3 này nó đi kèm với những từ như là từ rekishi lịch sử này, dento truyền thống hay là toki thời gian nhá, thời gì đó. Jidai thời đại nữa. Nghĩa số 4 của chúng ta là khắc sâu, khắc ghi. Đấy. Ví dụ bác mình nói câu là gì nhỉ? Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước đúng không? Thì chúng ta sẽ có câu là Hồ Chí Minh Shuseki no kotoba ga ima mo mune ni hukaku kizamarete, tức là lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy đến giờ vẫn được khắc sâu trong lòng tôi. Đấy, trong trường hợp này là khắc sâu, nó không phải là khắc bằng cái đục cái bào gì đấy để tạo ra đường rãnh đúng không, mà nhờ mà khắc theo cái kiểu như là gì đấy in sâu, in đậm vào khiến tôi nhớ mãi. Thì trong trường hợp này nó đi kèm với những từ như là từ mune khắc sâu vào trong tim, khắc sâu vào lòng này, kokoro trái tim, và kyoku là khắc sâu vào ký ức. Như vậy là chúng ta có từ kizamu có bốn nét nghĩa chính. Nét đầu tiên là băm, thái, rau đúng nhỉ, nguyên liệu. Nét nghĩa thứ hai là gì đấy, là khắc, dùng dao, dùng cái dụng cụ để khắc vào những cái vật cứng để tạo ra chữ, để tạo ra dấu ấn. Nghĩa số 3 là gì nhỉ? In hằn dấu vết lịch sử đúng không? Và nghĩa số 4 là khắc sâu vào trong trái tim và trong những khái niệm trừu tượng nhá, khắc sâu vào trong trí nhớ, khắc sâu vào ký ức. Tiếp theo chúng ta có từ kuzutsu. Kuzutsu chúng ta thấy là chữ Hán này là chữ băng đúng không các bạn? Băng trong từ băng hoại có nghĩa là phá vỡ, làm vỡ đấy, phá hủy. Vậy thì nghĩa đầu tiên nó mang nghĩa là phá, làm vỡ. Ví dụ katachi o kuzusanai yo ni keiki o kita, cắt bánh mà không gì đây nhỉ, không làm vỡ mất hình dạng của nó. Ví dụ cái bánh
cái bánh kem ấy, cái bánh kem chúng ta phải cắt làm sao để cho nó vẫn còn nhìn, nó vẫn cái lát cắt nó rất là đẹp, nó không bị gọi là vỡ tung vỡ tóe ra ấy, thì được gọi là Katachio Kuzusanai nhá. Trong trường này nó đi với những từ như là từ Yama là núi này, Kabe là tường, phá núi phá tường đúng không, làm vỡ đậu phụ. Đây ví dụ các bạn nhìn thấy này, người ta đang làm sao đấy, cái miếng đậu phụ đang nguyên như này và người ta dùng dao, người ta dùng cái thìa, người ta gì nhỉ, người ta làm nát ra như vậy thành từng miếng thì được gọi là tofu kuzusu nhá. Nghĩa số 2 đó là làm xáo trộn, làm rối loạn, làm mất cân bằng. Ví dụ tetsuo kuzusazu masugu ni narabu. Kuzusazu đây chính là kuzusanai, có nghĩa là không không làm rối loạn hàng ngũ đúng không, không làm xáo trộn hàng ngũ mà hãy xếp hàng một cách gì nhỉ, masugu, thẳng vào. Thì trong trường này nó đi với những từ như là từ balance, cân bằng này, choshi là tình trạng, rhythm, nhịp điệu, tiết tấu, shise là tư thế. Ví dụ các bạn thấy này, đây nếu mà cân bằng ấy đúng không, nếu mà đứng cân bằng thì nó sẽ khác, còn đây rõ ràng là đang làm mất sự cân bằng đấy, balance kuzusu đúng không. Tiếp theo nghĩa số 3 của chữ kuzusu có nghĩa là phá, phá nhưng đây là phá tiền đúng nhỉ, phá tiền to, đổi tiền to thành tiền nhỏ. Ví dụ sen e satsu kuzushite zenbu zenbu 100 yen dama ni suru, nghĩa là phá tờ 100 yên thành các đồng xu 100, đúng nhỉ, xin lỗi, phá tờ 1 sen thành các đồng xu 100 yên nhá, thì nó dùng trong tiền bạc thôi. Okaneo kuzusu nghĩa là phá tiền. Thì cái này trong tiếng Việt mình cũng dùng đúng nhỉ. Như vậy là cái từ kuzusu có 3 nét nghĩa. Nghĩa đầu tiên là phá này, phá kiểu đúng là đập ra ấy, rồi thì làm vỡ hình dạng ấy. Nghĩa thứ hai là gì đấy, là làm rối loạn đúng không, làm xáo trộn. Nghĩa số 3 là phá tiền. Tiếp theo chúng ta có từ kuru. Kuru các bạn thấy chữ này là chữ gì, các bạn chữ cuồng đúng không nhỉ, ghép bởi bộ khuyển là con chó và bộ vương là vua ấy, chó đòi làm vua thật là ngông cuồng. Nghĩa đầu tiên là phát điên phát khùng. Ví dụ shigoto ga isogashi sugite tokidoki ki ga kurui so ni naru, à vì công việc quá bận rộn nên là thỉnh thoảng suýt nữa phát điên. Đây là ngữ pháp gì đây nhỉ, so ni naru có nghĩa là trở nên sắp như thế đúng không, nghĩa là suýt như vậy nhá, à vì công việc quá bận rộn nên thỉnh thoảng suýt phát điên lên. Thì trong trường này nó đi với từ atama ga đúng nhỉ, ki ga kuru hoặc là atama ga kuru có nghĩa là đầu óc phát điên phát rồ lên. Đây ví dụ hình ảnh đây này. Tiếp theo nghĩa số 2 là hỏng, trục trặc, sai lệch. Ví dụ kono toke wa kurutte iru kara naoshite morao, là vì cái đồng hồ này nó hỏng rồi cho nên là hãy sửa cho tôi đấy. Hỏng ở đây ấy, nó không hoàn toàn là hỏng theo cái kiểu như là bị vỡ cái nọ vỡ cái kia đâu các bạn nhé, mà ở đây là cái kiểu như là cái chạy ấy, cái giờ giấc ấy nó bị sai, nó bị rối loạn đấy, báo giờ cái thứ nó không được chuẩn. Chứ còn nếu mà hỏng hỏng theo cái kiểu là bị cong vênh rồi thì bị vỡ thứ thì người ta hay dùng mấy cái từ chuyên dùng như là kowareta hay là kosho đấy, kosho suru. Còn đây là kiểu bị rối loạn về mặt thời gian, nó báo nó không chính xác. Thì trong trường này nó hay đi với những từ như là từ choshi tình trạng, rhythm nhịp điệu, kankaku là cảm giác. Trường hợp tiếp theo đấy là nó mang nghĩa là rối tung. Ví dụ kyuni tomodachi ga kita se de yotei ga kurutte shimatta. Se de các bạn được học ở trong phần ngữ pháp N3 mang nghĩa là tại đúng không? Tại vì đứa bạn tôi đột nhiên nó đến mà khiến cho mọi dự định, mọi kế hoạch của tôi bị rối tung lên. Ví dụ như là mình đang định là đi đâu nhỉ? Đi 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 mình đang định là đi đâu đó chơi với người yêu đúng không? Tự nhiên nó đến thì cũng phải nói chuyện được tiếp, nó mất thời gian và từ đấy là mọi dự định của mình nó không còn được như trước nữa. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì nhỉ? Cái từ kuru này nhá. Thì trong trường này nó sẽ đi kèm với những từ như là từ kê các cự là kế hoạch này, jinsei là cuộc đời và kê xong là kê tính toán. Đây, ví dụ đây là một người đang gì đây nhỉ? Kore wa shinai to jinsei ga kuru, nếu không làm cái điều này thì cuộc đời của chúng ta sẽ bị rối tung đúng không? Đang rất là phiền não đây này. Tiếp theo nghĩa số, à xin lỗi, không phải nghĩa số mà là sang từ mở từ khác, đó là từ kezuru. Từ kezuru này nó mang nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa đầu tiên là gọt bào hoặc là đẽo. Ví dụ empitsu wo naihu de kezuru
là gọt gì đây? Gọt bút chì bằng dao. Ví dụ các bạn thấy này, đây hình minh họa đúng là đang gọt bút chì bằng dao. Trong trường này nó sẽ là gọt gì nhỉ? Ishi đá này, yama là núi, ki là gỗ, kori là băng, hone là xương và ha là răng. Nghĩa số 2 là cắt giảm. Ví dụ suminji kao kezutte benkyo suru, cắt giảm gì nhỉ? Cắt giảm thời gian ngủ để học. Đây, cắt giảm thời gian ngủ để học và cuối cùng lại thành gì đấy nhỉ? Vừa học vừa ngủ. Yosan hiyo di càng là những từ đi kèm với nó khi mà chúng ta làm sao chúng ta sử dụng với nét nghĩa này. Nó mang nghĩa là ngân sách, chi phí, đúng nhỉ? Rồi thì thời gian nhá. Cắt giảm nhân sự cũng có thể dùng trong trường hợp này nữa. Tiếp theo, chúng ta có từ sakarau. Sakarau, chữ Hán là chữ gì nhỉ? Chữ nghịch, đúng không? Chữ nghịch. À xin lỗi, trên này chúng ta chưa nói kỹ chữ Hán này. Chữ này là chữ tước, chữ tước trong từ tước giảm, đúng nhỉ? Tước trừ có nghĩa là loại bớt, giảm bớt đấy. Chữ này là chữ nghịch trong từ gì nhỉ? Trong từ phản nghịch đấy, nghịch tặc đấy. Thì nghĩa đầu tiên của nó là ngược. Ngược, ví dụ nagare ni na, sak, xin lỗi. Nagare ni sakarate Kawakami ni oyogu, có nghĩa là bơi ngược dòng lên phía thượng nguồn, đúng không? Nagare là dòng đúng không nhỉ? Sakarate là ngược, bơi ngược dòng lên phía thượng nguồn nhé. Trong trường hợp này nó đi với những từ như là từ kaze là gió này, jiryoku là trọng lực này, ngược gió, ngược trọng lực. Jidai no nami là ngược dòng thời đại, ngược sóng thời đại. Và ryuko là lưu hành, có nghĩa là trào lưu, xu hướng. Đây, ví dụ các bạn thấy một người đang đi ngược gió thì cái ô nó sẽ bị như thế này, đúng không? Kaze, kaze ni sakarate, đúng nhỉ? Tiếp theo, nghĩa số 2 mang nghĩa là chống đối. Chống đối, ví dụ này. Yoshinomere ni sakarattara kubi ni naru. Có nghĩa là nếu mà chống đối lại mệnh lệnh của cấp trên ấy, thì sẽ bị sa thải, đúng nhỉ? Thì nó sẽ đi với gì đây? Nó sẽ đi với từ shiji, hoshin và kami, oya, sensei. Chống lại chỉ thị, chống lại phương châm, chống lại thần thánh, chống lại bố mẹ, đúng nhỉ? Và chống lại thầy cô nhá. Chống đối, chống lại. Hình ảnh đây một đứa con đây nó không chịu nghe, bố phải dùng biện pháp mạnh với nó đấy, mà nó vẫn đang thể hiện cái thái độ bất mãn này này. Tiếp theo chúng ta có từ shiboru. Từ shiboru, chữ Hán này là chữ phược, có nghĩa là trói buộc. Các bạn thì các bạn ít khi các bạn được gặp cái kanji này ở, sẽ học ở phần N1 nhé. Nghĩa đầu tiên của nó là trói, trói buộc hoặc là cột. Ví dụ gomi wa fukuro ni ire, fukuro no kuchi o shikari shibate shibaru, xin lỗi không phải là shiboru, shibaru. Fukuro no kuchi o shikari shibate dashite kudasai, có nghĩa là rác ấy thì hãy cho vào túi và buộc chặt miệng túi lại rồi hãy vứt. Thì trong trường hợp nghĩa là buộc trói cột này, nó thông thường nó đi với những từ như là teashi là tay chân này, có thể dùng riêng tay riêng chân nhá. Kami là gì đấy, là tóc đúng không, buộc tóc, cột tóc ấy. Himo là buộc dây. Đây ví dụ một ikemen đang gì nhỉ, đang bị buộc tay đây, teo, teo shibaru đúng không. Nghĩa số 2 đó là gì nhỉ, đó là bị trói buộc. Bị trói buộc, bị gò bó, bị ràng buộc. Thì trong trường hợp này nó thông thường nó chia dạng bị thể bị động. Động từ gốc là shibaru thì thể bị động sẽ là shibarareru. Ví dụ chúng ta có câu dantai ryoko wa jikan ni shibararete shimau, đi du lịch theo đoàn ấy thì bị bó buộc về thời gian, đúng không? À nó có cái lợi thế đấy là thông thường nó sẽ rẻ. Nó sẽ rẻ hơn, thế nhưng mà chúng ta phải theo đoàn mà, cho nên là chúng ta sẽ không được tự do làm những gì chúng ta thích, đúng nhỉ? Ví dụ như là trong trường này nó đi với những từ như là từ kisoku, soshiki và yoshiki, có nghĩa là bị bó buộc bởi gì nhỉ, bị bó buộc bởi các quy tắc này, các tổ chức và các kiến thức thông thường. Chẳng hạn đây hình ảnh này, ví dụ kiến thức thông thường là hito ni atara aisatsu suru, tức là khi gặp người ta thì phải chào, thế nhưng mà chưa hẳn là cái này đã là điều lúc nào cũng đúng. Ví dụ khi gặp người lạ thì sao, đúng không nhỉ? Đấy thì có thể là không đúng và đừng bao giờ bị bó buộc bởi những cái điều này nhé. Đấy là những cái mà chúng ta lưu ý. Như vậy là cái thằng gì nhỉ, cái thằng shibaru này có hai nghĩa, có hai nét nghĩa. Một là gì đấy, một là trói buộc, trói buộc bằng 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 gọi là chúng ta có thể nhìn thấy trực tiếp bằng mắt thường ấy, bằng dây chẳng hạn đấy. Thứ hai là trói buộc
ràng buộc một cách gì nhỉ, một cách vô hình bởi các thế lực nhá. Đấy là cái nét nghĩa của cái từ này. Như vậy là chúng ta đã gì nhỉ, đi được một nửa của bài học rồi đấy. Tiếp theo này, các bạn có chữ Shiboru. Shiboru, đừng nhầm với lại Shibaru nha. Shiboru, khi mà viết bởi chữ này, chữ này tự nhiên cũng quên mất là chữ Hán nó là chữ gì rồi, nhưng mà đại loại là nó đọc là Shiboru. Thì trong trường hợp nó dùng chữ này, nó mang nghĩa là vắt. Ví dụ Demo Shibote Juice wo tsukuru, là vắt chanh làm nước gì đấy nhỉ, làm nước ép, làm sinh tố. Thì trong trường hợp này nó sẽ thông thường đi từ như là từ kajitsu, từ juice và từ gyunyu. À, vắt gì nhỉ, vắt quả chín, vắt nước ép và vắt sữa bò, đúng không? Là gì đây nhỉ, dùng tay hoặc là dùng dụng cụ để ép ra một lượng nước, để dồn lực để ép ra một lượng nước nhá. Nghĩa đầu tiên là vắt, và nghĩa những nghĩa còn lại thì nó sẽ không dùng cái chữ này mà dùng cái chữ đằng sau, chữ dưới, chữ rảo. Rảo này này, shiboru. Ví dụ vắt này, vắt số 2 không phải là vắt quả để ăn mà là vắt gì đấy, vắt cho nước nó ra. Ví dụ taru wa yoku shibote kara hoshite kudasai, là khăn ấy thì hãy vắt rồi mới phơi, đúng không? Vắt kỹ rồi mới phơi. Thì trong trường hợp này là vắt gì nhỉ, vắt zokin này, taoru này, hankachi, vắt rẻ lau, vắt khăn tay, vắt khăn đấy, cũng để cho nước nó ra, nhưng mà đây là khăn chứ không phải là quả như thế này các bạn nhá. Tiếp theo nghĩa số 3 là vắt dồn. Ví dụ này, minna de chie o shibori kaiketsu ho kangaeta, có nghĩa là mọi người ấy vắt cái chie, chữ chi và chữ huệ có nghĩa là trí tuệ, mọi người cùng vắt óc ra để gì nhỉ, để nghĩ cái cách giải quyết vấn đề. Trong trường này nó mang nghĩa là vắt vắt óc, chúng ta hay dùng ở trong đời sống thường ngày đấy, đúng không? Ví dụ hình ảnh này, để giải quyết cái gì đó thì mỗi người đều phải cố gắng mà nghĩ ra cái để mà giải giải quyết cái điều đó. Đi kèm với những từ đấy sẽ là từ idea, atama và koe, đúng nhỉ? Ý tưởng này, đầu này, giọng này. Tiếp theo, nghĩa số 4 có nghĩa là tập trung vào, nhắm vào, thu hẹp. Ví dụ tema o hitotsu ni shibote repo to kaku, tức là không lan man nhiều cái đề tài nữa mà gì đây, tập trung vào một cái thôi và viết báo cáo. Thì khi đấy nó mang nghĩa là như vậy nhá. Shoten là cái trọng điểm này, mato là cái đích, ninzu là số người và yoken là điều kiện. Ví dụ đây các bạn thấy này, không có đi lệch hướng, đi ra đây, đi ra đây, đi ra đây nữa, mà chỉ là hướng trọng tâm vào một cái thôi. Thì trong trường này nó nghĩa là gì nhỉ? À, nhắm vào đích. Đấy, như vậy là cái từ Shiboru nó mang bốn nét nghĩa như vậy. Nét nghĩa đầu tiên là vắt, vắt quả để lấy nước, đúng không? Đấy, vắt sữa. Thì dùng cái chữ rảo, dùng cái chữ không phải là chữ rảo, đúng nhỉ? Còn nếu mà dùng chữ rảo ấy thì sẽ mang nét ba nét nghĩa, đó là vắt khăn, vắt rẻ. Thứ hai là gì đây nhỉ? Vắt óc. Và thứ ba là gì đấy, à nhắm vào, đúng không nhỉ, tập trung vào, thu hẹp lại cái gì đó. Tiếp theo chúng ta có từ shimiru. Shimiru chữ Hán là chữ gì nhỉ, chữ Hán là chữ nhiễm trong từ ô nhiễm ấy, thì nghĩa đầu tiên của nó là ngấm, thấm. Ví dụ kutsu ga ne nurete amamizu ga kutsu shita made shimite kita, có nghĩa là giày bị ướt và cái nước mưa ấy nó thấm, nó ngấm vào tận trong 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 tất, đúng nhỉ, đến tận tất, nghĩa là ngấm hoặc là thấm nhá. Trong trường này nó sẽ đi với những từ như là ase, aji, nioi ga shimiru, nghĩa là gì đây nhỉ, à mồ hôi thấm vào này, vị thấm đẫm này, và nioi là gì đấy, nioi là mùi, đúng không nhỉ. Ví dụ các bạn thấy quan sát bức tranh, khi mà chúng ta hầm lâu thịt với lại rau củ ấy thì cái vị ngọt của thịt nó cũng ngấm vào cái gì nhỉ, rau củ, và chúng ta ăn chúng ta thấy rất là ngon, đúng không? Đấy, thì trong trường này chúng ta dùng là từ ajin, ajin shimiru. Tiếp theo nghĩa số 2 là ngấm, nhưng ngấm này nó sẽ khác đi một chút. Ví dụ này, tsumetai mizu ga mushiba ni shimite itai, là gì đây, tsumetai mizu là nước lạnh, đúng nhỉ, nước lạnh nó ngấm vào cái răng sâu và là khiến mình bị đau, đúng nhỉ. Trong trường này nó mang nghĩa là nó tác động lên cái gì đó nhá. Ví dụ kemuri ga me ni shimiru, là cái khói nó
cái khói gì nhỉ, cái khói nó đây không phải là khói thuốc đúng không nhỉ, nó chỉ là khói bình thường thôi. Cái khói nó bay vào mắt đấy, nó làm cay mắt. Kusuri ga kizu ni, à cái thuốc nó ngấm vào vết thương, nó sẽ có tác dụng lên vết thương đúng không. Nghĩa số 3 của chúng ta đấy là thấm thía, thấm đẫm. Đây, tsurai toki hodo hito no yasashisa ga kokoro ni shimiru, có nghĩa là càng cái lúc mà tsurai, tsurai chữ Hán là chữ gì đây, chữ Hán là chữ tân, có nghĩa là đắng cay, cơ cực. Tsurai càng là cái lúc đắng cay ấy, thì càng thấm thía được cái sự tử tế của con người đúng không? Ví dụ như là thị nở chí phèo đúng nhỉ? Đấy, những cái lúc cơ cực nhất thì cũng chỉ chẳng có ai, chỉ có cái người mà được gọi là xấu ma chê quỷ hờn đúng không? Giúp đỡ mình, cho mình bát cháo để ăn để sống. Đấy. Thì đây là ví dụ nhá, nó mang nghĩa là thấm thía, thấm đẫm. Thì trong trường hợp này nó đi với từ như là từ muneni hoặc là kokoroni, thấm vào trong lòng, thấm vào trái tim đúng không? Thấm thía. Như vậy là từ shimiru có 3 nghĩa, một là thấm theo cái kiểu như là thấm nước đúng nhỉ, hoặc là ngấm vị. Đấy. Nghĩa số 2 là ngấm kiểu như là nó có cái tác động lên 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 ví dụ như là mắt nó làm cay, khói nó làm cay mắt này, nó thấm nó ngấm vào mắt làm cay mắt này. Rồi thì gì nhỉ? Rồi thì thuốc nó ngấm vào vết thương ấy, nó sẽ tạo ra cái tác dụng này. Và nghĩa số 3 là nghĩa trừu tượng, nghĩa là thấm thía, thấm đẫm. Tiếp theo, chúng ta có từ semaru. Semaru. Cái chữ gì nhỉ? Cái chữ Hán là chữ bách hoặc là chữ bức. Đấy. Nghĩa đầu tiên nghĩa là đến gần, cận kề, ví dụ kekkon shiki ga mikago ni semateru, nghĩa là lễ kết hôn ấy đang cận kề rồi, còn có 3 ngày nữa thôi, đúng nhỉ? Đang đến gần thì cái gì đó đang đến gần, các bạn cứ dùng có thể dùng cái từ semaru này nhá. Thông thường nó mang tính chất là hơi 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 gọi là gì nhỉ? Hơi nó tự tạo ra cái cảm giác hơi lo lắng và hơi căng thẳng, hơi hồi hộp một chút so với từ chikazuku. Chikazuku là đến gần nhưng mà nó mang tính chất là bình thường. Thế nhưng mà cái từ semaru này nó tạo cảm giác hơi căng thẳng ấy. Đi kèm với nó là những từ như là từ shiken là kỳ thi này, senkyo là tuyển cử, nghĩa là bầu cử, shimekiri là hạn chót deadline và kiken là nguy hiểm. Ví dụ như là gì nhỉ? Cái kỳ thi GRPD của chúng ta nó lại sắp gì đây? Nó lại sắp đến gần rồi đúng không? Nihongo no ryukushi ken ga à semateru đúng nhỉ? Còn có một thời gian nữa là lại diễn ra rồi. Tiếp theo, nghĩa số 2 này. Nghĩa là đến với. Ví dụ Jikai no bangumi dewa Hawaii no miryoku ni semarimasu. Có nghĩa là gì nhỉ? Ở gì nhỉ? Ở trong chương trình tiếp theo ấy thì chúng ta sẽ đến với đúng không? Chúng ta sẽ tập trung vào, chúng ta sẽ đến với cái vẻ đẹp, cái sự hấp dẫn của Hawaii. Ví dụ Hawaii đây rất là đẹp đúng không các bạn? Thì trong trường này nó hay đi với những từ như là từ Nazo là cái câu đố bí ẩn này, Sugao là bản chất thật, hoặc là Mondai là vấn đề nhá, đến với vấn đề gì đó này, tập trung vào vấn đề gì đó. Nghĩa số 3 là ép. Ép. Ví dụ đây, các bạn thấy hình minh họa rất là trực quan đúng không? Kare wa kanojo ni kekkon o semarare komatte shimatta. Anh ta bị cô ấy ép kết hôn và đang rất là khó xử đúng không nhỉ? Hình này thì lại hơi ngược lại một chút đúng không? Có thể là đây là bị cô này ép kết hôn nên anh này đang thể hiện cái thái độ phản kháng đúng không nhỉ? Thì trong trường này nó đi kèm những từ như là từ tai ô có nghĩa là ứng phó, xử lý, senta cự là lựa chọn, ketsudan là quyết định. Chữ Hán là chữ quyết và chữ đoán nhưng mang nghĩa là quyết định các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta có từ chữ chú đúng nhỉ? Chữ chú từ đầu đọc là sô sô, nghĩa đầu tiên là chảy ra, đổ ra. Ví dụ Kanto heya o nagare Tokyo wa ni sosogu Arakawa là gì đấy? Sông Arakawa ấy, nó gì đây nhỉ? Nó chảy từ đồng bằng Kanto đúng không? Kanto heya là chữ bình và chữ dã nghĩa đồng bằng. Cái sông Arakawa này ấy, nó chảy từ đồng bằng Kanto và nó đổ ra vịnh Tokyo đúng không? Ví dụ hình trực quan này các bạn này, con sông này đổ ra biển này. Thì trường hợp này nó mang nghĩa là chảy ra, đổ ra nhé. Tiếp theo chúng ta có nghĩa số 2 là rót. Ví dụ Cup ni o yu o sosogu dake de soup ga dekiru, có nghĩa là
chỉ cần đổ nước sôi nước nóng vào trong cái cốc là có thể có súp ăn rồi đúng không nhỉ? Ở Nhật rất là nhiều cái món như thế, sake này, rót rượu này, súp, rót súp này, rồi rót trà này. Đây các bạn thấy này, rót hình minh họa là rót nước đây đúng không? Mizu Sosogu đấy. Tiếp theo nghĩa số 3 là dốc hoặc là tập trung. Ví dụ Kare wa kono 10 nen kan genkyu ni zenryoku wo sosoi de kita. Có nghĩa là anh ta ấy, 10 năm nay ấy, dốc toàn lực vào đồ, nghiên cứu đúng không? Chikara là dốc sức này, dốc aijo là tình cảm này, energy là dốc năng lượng. Đây các bạn thấy này, bác này bác ấy dốc tình cảm cho con chó này đúng không? Dốc tình cảm cho chú chó của bác ấy. Như vậy là từ sosogu có ba nghĩa. Một là gì đây? Chảy ra đổ ra này, sông đổ ra biển, sông chảy ra biển này, suối đổ ra, đổ về sông này. Nghĩa số 2 là gì đây? Rót, đúng nhỉ? Rót chất lỏng ra cốc hoặc là ra gì nhỉ? Hoặc là ra vật chứa đúng không? Và nghĩa số 3 là dốc, dốc sức lực, dốc tinh thần, dốc tình cảm nhá. Tiếp theo chúng ta có từ sonairu. Sonairu chữ Hán là chữ gì nhỉ? Là chữ bị đúng không? Chữ bị thì nghĩa đầu tiên nó mang nghĩa là phòng bị, ứng phó với. Ví dụ Jishin ni sonaete mizu o katteo cự, có nghĩa là để phòng bị cho động đất thì mua mua trước nước đúng không? Mua sẵn nước phòng bị cho động đất, thì trong thông thông thường trong trường hợp này nó đi với những từ đằng trước thể hiện những cái điều không tốt. Đấy, và mình sẽ làm gì đó để gì nhỉ? Để ứng phó với cái trường hợp xảy ra đó, trường hợp không tốt nó xảy ra đó. Ví dụ jiko là tai nạn này, kasai là thiên tai. À xin lỗi, kasai là hỏa tai này phải là hỏa hoạn đúng nhỉ? Đấy, sai gai mới là thiên tai. Sai gai. Các bạn có thể thêm từ sai gai vào đây nhá. Chữ tai và chữ hại có nghĩa là thiên tai. Chữ gì nhỉ? Kogeki. Kogeki là chữ công và chữ kích đúng không? Công kích có nghĩa là gì nhỉ? Tấn công. Torabiru là trouble, là rắc rối. Đấy, ví dụ đây là người ta phòng ngừa trước, người ta chuẩn bị rất là nhiều thứ này, nước này, thuốc men, đài, ủng, vân vân. Tiếp theo nghĩa số 2 là trang bị. Ví dụ Saikin no ketai denwa wa oku no kino sonai teiru, là điện thoại di động gần đây ấy nó trang bị rất là nhiều tính năng. Ví dụ các bạn thấy này, ngày xưa mà điện thoại xuống nước cái là chết luôn đúng không? Nhưng bây giờ có cái tính năng chống nước, có thể dùng thoải mái ở dưới nước không việc gì hết đúng nhỉ? Thì trong trường này là trang bị, người ta dùng những với những từ như là seno là tính năng, kino là chức năng, setsubi là thiết bị, shisetsu là hạ tầng. Đấy. Nghĩa số 3 là trang bị, nhưng mà trang bị không phải là trang bị những cái về mặt gọi là về mặt kỹ thuật đấy, về mặt công nghệ như thế này, mà sẽ là trang bị những cái về mặt tinh thần là chính nhá. Ví dụ này. Shushoku mae ni kihon teki na keizai no chishiki wo sonae te oku, có nghĩa là gì? Có nghĩa là trước khi đi tìm việc ấy thì cần phải trang bị, sẽ trang bị trước những kiến thức kinh tế cơ bản đúng không? Mideo cự là chữ mị và chữ lực, có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là sức hấp dẫn, sức quyến rũ. Gijutsu là kỹ thuật này, trang bị kỹ thuật, trang bị energy, trang bị cái năng lượng. Ví dụ bạn này bạn đang đọc sách để là gì nhỉ? Để trang bị cái tri thức cần thiết đấy. Tiếp theo chúng ta có từ tsukamu. Trong trong gì nhỉ? Trong 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 giáo trình thì người ta không viết kanji, nhưng mà đây thôi tiện thể thì viết kanji luôn nhá. Nghĩa đầu tiên của nó là túm hoặc là bắt. Ví dụ Keikawa wa dorobo no ude wo tsukande hanasanakata, là gì nhỉ? Cảnh sát ấy túm lấy cánh tay của tên trộm và gì đấy, và không buông ra. Đây, tay cảnh sát và tay tên trộm đây, tay tên trộm gì mà thon đẹp thế này đúng không nhỉ? Đi với những từ như là từ kami tóc này, túm tóc này, boru là bắt bóng này, rope là dây thừng, tóm lấy dây thừng này. Nghĩa số 2 đó là gì nhỉ? Nắm lấy, nắm bắt, có trong tay. Nắm lấy nhá, nắm bắt và có trong tay này. Ví dụ Kuro no sue kare wa yatto shiawase o tsukanda, là gì nhỉ? Ngữ pháp sue các bạn đã được học ở phần mà ngữ pháp N2, có nghĩa là sau một hồi, sau một hồi đúng nhỉ, sau một thời gian dài vất vả cực nhọc khổ cực thì cuối cùng anh ấy cũng đã gì nhỉ, cũng đã có trong tay hạnh phúc, cũng nắm được, cũng lấy được hạnh phúc của mình. Thì đi với những từ này, những cái đấy sẽ là những cái từ như là từ chance là cơ hội này, seiko là thành công, yoho là thông tin và yume là giấc mơ, là những cái từ mang tính rất tích cực nhá. Đây ví dụ như là chance o tsukamu, đây này, nắm bắt lấy cơ hội.
Nghĩa số 3 là nắm được. Nắm được. Ví dụ, bun shou yonde yōten o tsukamu là gì đây nhỉ? À, đọc đoạn văn và nắm được cái điểm quan trọng thì thông thường đi kèm với nó là những cái từ như là từ kotsu, poento, tokucho và imeji, nắm được cái mẹo, nắm được cái đặc điểm, nắm được cái đặc trưng và nắm được cái hình ảnh nhá. Đấy, ví dụ đây là một cái minh họa này. Zentai no yōten o tsukamu koto ga jiyō. Cái việc mà gì đấy nhỉ? Cái việc mà nắm được cái gì đấy, cái việc mà nắm được cái điểm quan trọng toàn thể rất là quan trọng. Ví dụ này, title này. Title là cái nhan đề này. Bunshō zentai de tsutaetai koto là cái điều mà toàn thể đoạn văn muốn truyền tải nhá. Đấy. Rồi thì kaku paragraph đúng không? Đấy, từng cái đoạn văn một sẽ là gì nhỉ? Shūchō ni set toku ryoku o motaseru support bun là những cái mà support cho cái việc mang lại cái tính thuyết phục, cái tính thuyết phục của cái đoạn văn. Hay keyword độ là những cái từ khóa này, đấy, là những cái mà sẽ trở là những cái gu là những cái keyword độ, những cái từ mà sẽ trở thành cái gì nhỉ? Thành cái các cự cái chữ hạch, có nghĩa là cái nhân, cái tầm quả, cái cốt lõi của cái đoạn văn đó. Thì đây là một cái mà chúng ta khi đọc hiểu chúng ta cần lưu ý nhá. Tiếp theo, chúng ta sẽ có nghĩa số 4, nghĩa là gì nhỉ? Lấy được, lấy lòng. Ví dụ đây là một người rất nổi tiếng đúng không nhỉ? Anh ấy bị mất, không may mắn mất cả hai tay và hai chân, thế nhưng anh ấy vẫn sống, vẫn sinh hoạt và rất là gì nhỉ? Rất là lạc quan, yêu đời, tạo được cảm hứng cho nhiều người. Chúng ta sẽ có cái câu trong trường này thì nó không phải là nói với anh này, nhưng mà một cái câu ở trong ví dụ trong sách, ví dụ như là Kare no utagoe wa isshun de kyaku no kokoro tsukanda là gì nhỉ? Cái giọng hát của anh ấy đã lấy được trái tim của khán giả trong một khoảnh khắc đúng không? Trong khoảnh khắc đã lấy được trái tim của khán giả nhé. Có những người hát rất là hay, rất là tình cảm và có thể gì nhỉ? Có thể làm cho khán giả phát cuồng. Một số từ đi kèm đấy là từ kimochi là cảm xúc này, lấy được cảm xúc, lấy được fan đúng không? Lấy lòng fan. Đầu cứ sẽ là lấy được độc giả. Tiếp theo chúng ta có từ tsubus. Tsubus ở trong giáo trình người ta cũng không biết dưới dạng kanji đúng không? Nó là chữ hội, có nghĩa là gì nhỉ? Nghiền nhỏ. Đấy, nghĩa đầu tiên là nghiền, dẫm nát, làm bẹp. Ví dụ Ichigo tsubusu jusu o tsukuta là gì nhỉ? Nghiền gì đấy? Nghiền Ichigo, nghiền dâu để làm gì đây? Để làm sinh tố đúng không nhỉ? Đây có thể là bị sai cái cách chia, nó phải là tsubushite thì mới đúng chứ nhỉ? Bởi vì lửng như thế thì không không có hợp lý lắm. Ichigo tsubushite jusu o tsukuta nhá. Thì đi với nó sẽ là mushi này, nghiền này, dẫm chết con bọ này. Kan là lon. Jagaimo là khoai tây. Đây ví dụ các bạn thấy người ta nhìn nghiền khoai tây đây này thì dùng cái từ tsubusu này nhá. Nghĩa số 2 là làm phá sản. Ví dụ Chichi wa murina kei o tsuzuke toto mise o tsubushite shimatta là bố tôi cứ tiếp tục kinh doanh một cách muri, một cách vô ích, một cách biết là lỗ mà cứ làm đúng không nhỉ? Và cuối cùng thì đã làm phá sản cửa hàng. Thì cái từ đi kèm ngoài cái từ cửa hàng có thể là từ công ty đúng không nhỉ? Kaisha o tsubusu làm phá sản. Tiếp theo, nghĩa số 3 là gì đấy? Là giết chết, làm hỏng, dập tắt. Đấy. Ví dụ này. Nó bảo là nó muốn làm họa sĩ đúng không? Mẹ mới nói là Gakka ni naru nanka dame yo. À, những cái như là trở thành họa sĩ ấy thì không có được đâu. Đấy, bà áp đặt cho con bà như vậy đúng không? Bởi vì bà nghĩ là không có tiền rồi thì nghe nó bấp bênh này nọ. Thì mình sẽ nói là Kodomo no yume o tsubu tsubushi. Cái này bị sai đúng không nhỉ? Tsubusanai. À, Kodomo no yume o tsubusanai de kudasai. Đừng có mà giết chết, đừng có dập tắt ước mơ của trẻ con, của con. Đây, Kodomo no kanose o tsubushite wa ikenai. Khác đi một chút nhé. Không được dập tắt cái khả năng của trẻ, đúng không nhỉ? Đi kèm với nó là từ yume, giấc mơ. Chance là cơ hội, Saino tài năng, Kekaku là kế hoạch. Nghĩa số 4 đấy là giết. Giết. Giết này gần như chỉ là giết thời gian thôi đúng không? Ví dụ rảnh quá không biết làm gì, à ngồi nhặt hạt thanh long chơi vậy đúng không nhỉ? Tomodachi o matsu aida, hon o yonde jikan o tsubushita, có nghĩa là trong lúc mà chờ bạn tôi ấy, thì tôi đã đọc sách giết thời gian. Đấy. Giết thời gian này, jikan. Hima là gì nhỉ? Cũng là dịch gọi là dịch dịch là giết thời gian được đấy. Hima là sự rảnh rỗi, Yasumi là sự nghỉ ngơi,
ngày nghỉ. Thì đấy là cái nội dung của bài đầu tiên của chúng ta nhé. Các bạn hãy xem thật là kỹ các hãy xem thật là kỹ video này và xem các cái nét nghĩa của từng cái từ đấy nó thể hiện là gì, đúng nhỉ? Để chúng ta sẽ nắm được nó không chỉ là mang một nghĩa mà mang rất là nhiều nghĩa, và cố gắng là làm bài tập ở trong phần giáo trình thì các bạn sẽ củng cố được cái kiến thức hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.